Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Các bạn quan tâm về dòng xe Winner X rất là nhiều nên hôm nay mình lại tiếp tục lên cửa hàng để cập nhật về giá xe Winner X và quay cho các bạn chi tiết về màu sắc là màu đen cam nha các bạn, để cho tất cả các bạn có thể là tham khảo về giá xe ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Bởi vì hiện tại giá xe Winner X đang được chào bán trên rất nhiều các trang mạng xã hội hay là trên YouTube là với giá chỉ từ 29 triệu đến 33 triệu đồng thôi thì đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe Winner X mới. Nghe như là đùa nhưng mà thực ra là thật nha các bạn. Bởi vì nhưng mà mình nói các bạn là không phải cửa hàng nào cũng bán chiếc xe Winner X với giá từ 29 đến 33 triệu nha các bạn. Và đặc biệt các cái mức giá mà từ 29 33 triệu là chỉ ở khu vực miền Bắc thôi nha các bạn. Còn ở các khu vực phía Nam thì mức giá xe vẫn ở trên mức là tầm độ 39 40 triệu hay là hơn nha các bạn, có thể đến 45 46 triệu tùy đại lý. Nhưng mà tại sao lại có mức giá rẻ như vậy? Bởi vì là bên cửa hàng Honda có hỗ trợ cái phí ra biển số là 4 triệu đồng nha các bạn. Và bên cửa hàng sẽ hỗ trợ thêm nữa là 6 triệu đồng. Ví dụ như ở cửa hàng mình đang quay nha các bạn, là mình sẽ cập nhật giá ở địa phương mình như các bạn, chứ không phải là mình cập nhật giá trên toàn quốc. Và hiện tại ở cửa hàng mình đang quay đây là ở khu vực tỉnh Gia Lai, thì chiếc xe Winner X này đang có giá là 35 triệu là đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số nha các bạn, hay còn gọi theo cách khác là bao giá lăn bánh luôn. Có nghĩa là với mức 35 triệu thì các bạn sẽ không phải trả thêm bất cứ tiền phí gì nữa nha các bạn. Đó, thì theo mình thấy là mức 35 triệu đã là rẻ lắm rồi, nhưng mà còn nhiều nơi thì còn cái mức giá rẻ hơn đấy các bạn, chỉ 30-31 triệu đồng thôi thì đã bao giấy tờ và phí ra biển số, thì mình thấy cái mức giá đó là quá rẻ. Và hiện nay khi các bạn mà mua các mẫu xe Winner X còn được tham gia các chương trình trả góp với lãi suất 0% nữa. Và chương trình trả góp với lãi suất 0% thì mình cũng đã đề cập ở trong rất là nhiều các video là tại sao lại gọi là trả góp lãi suất 0%, và rất là nhiều bạn không hiểu, nói rằng là trả góp 0% nhưng mà tính ra khi mà cộng trong vòng 12 tháng lại thì vẫn mất tiền phí. Thì nói chung là bên cửa hàng sẽ tư vấn cho các bạn là mua phí bảo hiểm khoản vay nha các bạn. Nhưng thực ra là khi các bạn tham gia chương trình trả góp thì các bạn sẽ không phải bắt buộc mua phí bảo hiểm khoản vay nha các bạn. Phí bảo hiểm khoản vay sẽ có dao động từ mức ở trên 1 triệu đồng. Đấy là do các bạn có đồng ý hay không thôi. Còn các bạn mà không đồng ý mua bảo hiểm khoản vay thì các bạn sẽ không phải mất thêm bất cứ tiền phí nha các bạn. Là mỗi tháng thì các bạn chỉ phải chịu thêm 12.000 đồng phí thu hộ thôi. Thì mình có thể tính đơn giản như chiếc xe 30 triệu là các bạn trả trước tầm 10 triệu, các bạn còn nợ lại 20 triệu. Thì các bạn chỉ cần lấy 20 triệu đó chia đều cho 12 tháng thì như vậy thôi, là ngoài ra không có phát sinh thêm tiền phí nha các bạn. Đó, thì các bạn chỉ mất thêm 12.000 đồng phí thu hộ thôi. Thì cái chương trình lãi suất 0% này kéo dài đến tháng 11 nha các bạn. Nên là các bạn khi mua xe Winner X thì có rất là nhiều những cái ưu đãi, và về giá thì mình thấy rất là rẻ nhá. Mẫu xe Winner X hiện tại thì đang có rất là nhiều những ưu điểm. Ví dụ như là về giá rẻ, đầu tiên là về giá rẻ thì có thể cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe khác nha các bạn. Còn kiểu dáng thì mình sẽ không nói tới. Đầu tiên là về giá rẻ nha các bạn, thì các bạn đã có thể là sở hữu một chiếc xe chỉ với mức tầm 30 đến 35 triệu là giá sở hữu Winner X rồi. Cái thứ hai chính là về phục trước cho các bạn. Phục trước của dòng Winner X cũng rất là êm ái. Và về động cơ, đó, thì đấy, những cái điểm đấy có thể là nó là ưu điểm của Winner X cho các bạn. Và về cái ống xả của chiếc xe Winner X thì mình thấy là tiếng nổ rất là ấm nha. Mình thấy một tiếng nổ rất ấm và một cái cây bô cũng rất là thể thao và nam tính. Còn về kiểu dáng thì mỗi người sẽ có một sự lựa chọn khác nhau. À, các bạn yêu thích thì các bạn nói là đẹp, các bạn không yêu thích thì các bạn nói là xấu nha. Bởi vì là mỗi người sẽ có một cái kiểu nhìn với lại một cái đẹp riêng. Nên là mình sẽ không đánh giá về cái nét đẹp hay xấu, là các bạn yêu thích thì các bạn sẽ thấy là đẹp nha. Còn theo cá nhân mình thì mình thấy là chiếc xe này đẹp theo một phong cách riêng. Nên là mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau. Và về giá thì 35 triệu nha các bạn. 35 triệu thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số rồi. Đó là mình báo giá lăn bánh nha các bạn, chứ không phải là mình báo giá không có thuế VAT hay là chưa bao biển số nha các bạn. Năm sản xuất là năm 2020 nha các bạn. Đó, các dòng xe hiện tại thì có rất là nhiều màu mới nữa. Ở phiên bản thể thao thì có hai phiên bản, là phiên bản có ABS và phiên bản không có ABS, hay còn gọi là phiên bản Sport, phiên bản đường đua đó các bạn. Hiện tại thì đối với mẫu xe Winner X này là đang có giá rẻ nhất từ trước tới nay nha các bạn. Có giá rẻ nhất từ trước đến nay, giảm hơn với mức giá đề xuất là rất là nhiều. Đối với head Honda thì sẽ có một cái mức giảm là giảm 10 triệu đồng khi các bạn mà mua mẫu xe Winner X nha các bạn. Thì đối với giá là mức ở 33 đến 35 triệu thì đã trừ hết chi phí nha các bạn, là 10 triệu đồng. Còn đây là phần mặt đồng hồ của xe nha các bạn. Mặt đồng hồ của xe là sử dụng cái phần mặt đồng hồ là full LCD, sẽ hiển thị đầy đủ các thông số, ví dụ như là quãng đường đi được hay là km nha các bạn. Bên tay phải thì sẽ chỉ có một cái nút khởi động thôi nha các bạn, sẽ không có nút bật tắt đèn hay là nút tắt bật tắt động cơ giống như là mẫu xe Exciter nha các bạn. Đó, bên tay trái thì sẽ có nút đèn cốt pha passing với lại nút còi, nút xi nhan nha các bạn. Đối với mẫu xe này thì mình thấy là rất là nhiều các bạn có độ thêm
cái chi tiết như là công tắc bật tắt đèn hay là nút bật tắt động cơ. Và tiếp theo chính là điều kiện để tham gia chương trình trả góp, cũng là một vấn đề mà đang được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm. Về điều kiện thì các bạn chỉ cần có chứng minh nhân dân với lại bằng lái xe. Còn các bạn nào chưa có bằng lái xe thì các bạn cần có chứng minh nhân dân với lại sổ hộ khẩu nhá. Thì với độ tuổi là trên 18 tuổi, đủ ngày đủ tháng các bạn. Đối với các bạn mà sinh năm 2002 á thì các bạn có thể đủ điều kiện để tham gia mua trả góp rồi. Và với số tiền trả trước là trả trước từ 20% giá trị của xe nha các bạn. Từ tầm 8 đến 10 triệu nha các bạn là các bạn có thể sở hữu ngay một chiếc Winner X rồi, với cái lãi suất là 0%, không phải mất lãi nha các bạn. Và với giá xe thì mình đã cập nhật rồi nha các bạn. Với giá xe là chỉ từ 35 triệu đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số rồi. Và có rất nhiều nơi bán chiếc xe Winner X này chỉ với giá là 31 đến 32 triệu nha các bạn. Là với giá đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số. Và rất nhiều bạn hỏi là lý do vì sao lại có giá rẻ như vậy. Bởi vì là bên công ty Honda đã hỗ trợ cho khách hàng là 4 triệu tiền phí ra biển số cho các bạn. Và có bên cửa hàng có hỗ trợ thêm 6 triệu nữa, là về giá xe đã giảm được 10 triệu nha các bạn. Ví dụ như trước đây chiếc xe có giá là 40 triệu thì khi mà giảm 10 triệu chỉ còn 30 triệu thôi. Nên là sẽ tùy cửa hàng nha các bạn. Khi mà cửa hàng nào bán với số lượng nhiều, bán được chạy, nói chung là bán nhiều xe thì cái mức giá xe có thể sẽ cao hơn. Còn ở những khu vực miền Bắc thì những cái mẫu xe Winner này sẽ không được chuộng quá nhiều nha các bạn. Có thể sẽ không được ưa chuộng nhiều với các mẫu xe nhập khẩu. Nên là những cái giá xe ở ngoài miền Bắc có thể là sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và đa số là với mức giá 31, 32 triệu là ở ngoài miền Bắc nha các bạn. Thì với mức giá đã bao giấy tờ và phí ra biển số thì mình thấy rất là rẻ nha. Bởi vì mình cũng có thể hiểu là ở ngoài miền Bắc thì sẽ không chuộng những dòng xe này, hay là cái lượng tiêu thụ ra rất là ít. Về động cơ của chiếc xe Winner X thì chắc chắn các bạn cũng rất là quen thuộc rồi. Sở hữu khối động cơ là DOHC hộp số 6 cấp và công suất là 15,4 mã lực nha các bạn. Đây, về phần thắng đĩa trước thì đây là phiên bản thể thao không có ABS nha các bạn. Thông số lốp trước là 90-80-17 nha các bạn. Với cái cục máy là cục máy DOHC hộp số 6 cấp và cái dung tích nhớt là 1.1L nha các bạn. 1.1L sẽ lớn hơn mẫu xe Exciter. Và về cây bô nữa cũng là một trong những điểm nhấn của mẫu xe Winner X, khi tạo ra một tiếng nổ rất là ấm nha các bạn. Đó, về phần gác chân các bạn có thể thấy là nó sẽ gấp lại được nha các bạn. Khi chúng ta ôm cua hay là khi đổ xe thì nó sẽ không bị cong giống như mẫu xe Honda Winner để V1 nha các bạn. Đó, về kiểu dáng đằng sau các bạn có thể thấy là nó thiết kế vút cao hơn. Mình cảm thấy là cái chiều cao yên của mẫu xe Winner có cao hơn mẫu xe Winner để V1 nha các bạn. Về lốp sau thì sở hữu cái thông số lốp là 120-70-17. Nói chung là sở hữu thông số lốp ngang với các dòng xe 150 khác như là mẫu xe Yamaha Exciter. Và trong thời gian này là tháng 7 âm lịch cũng như là vào giữa tháng 9 cũng là một thời điểm tốt nhất để các bạn có thể mua mẫu xe Honda Winner X nha. Và các bạn nào mà có thể là muốn mua dòng xe Winner X mà địa phương các bạn còn có mức giá cao hơn ở chỗ mình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình ở phần mô tả của video nha. Thì mình sẽ giúp các bạn mua mẫu xe Winner X với giá chỉ tầm 35 triệu đồng đã bao gồm hết giấy tờ và phí ra biển số nha. Và khi các bạn xem cái video này của mình thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để được theo dõi những cái video mới nhất của mình nha. Và cái video này thì mình cũng chỉ làm đây thôi. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi các bạn xem hết cái video của mình.